Anh Lân, anh đây. Cái mặt thắt lưng AZ lần trước khách đặt mình á, có chưa vậy anh? Em hay lắm nha, cứ mỗi lần thấy anh cầm là hỏi à. Đây nè, mới vừa xong hoàn thiện luôn. Đây là cái mặt dây thắt lưng chữ AZ được một vị khách hàng đặc biệt đặt hàng bên Kỳ Lân Luxury mình. Đặt hàng đọc bản theo yêu cầu và yêu cầu làm chữ AZ mình thực hiện. Và tất nhiên là sẽ bằng chất liệu mà mình chuyên làm cho tất cả quý khách hàng cung cấp từ xưa đến giờ. Đó chính là vàng nguyên khối AU750 và đến kim cương thiên nhiên. Khách hàng yêu cầu là làm chữ AZ và mình là người vẽ phai vẽ thành chữ AZ như thế này. Và sau đó khách hàng yêu cầu là đính kim cương lên cả chữ A và chữ Z. Nhưng mình đã tư vấn lại với khách hàng là hãy đính một chữ thôi, đó là chữ Z hoặc chữ A. Thì khách hàng chọn là đính chữ Z và cuối cùng kết quả sản phẩm ra chữ AZ. Chữ A là full vàng và chữ Z là full vàng đính kim cương. Vậy thì cả mặt thắt lưng á được làm từ bao nhiêu vàng vậy anh? Ok, anh sẽ cân cho em xem là bao nhiêu vàng. Lung kim cương là hơn 1 cây 4 vàng. Đây là giấy mà mình mới vừa đi giám định về nè. Đây, họ ghi rõ giám định cho mình là gồm có kim cương tròn, hình dạng tròn và số lượng là 66 viên trong suốt. Tổng cộng đó là 267,70 CTS. Kim cương thiên nhiên, tên kim cương thiên nhiên. Và họ chụp hình cái sản phẩm của mình luôn, đưa vào cái giấy chứng nhận này và có đóng mộc, đóng dấu của trung tâm. Và đây, đây là giấy phân tích thành phần của sản phẩm mặt thắt lưng này. Toàn bộ mặt thắt lưng này được làm từ vàng nguyên khối chế tác ra AU750. Và mình chỉ cần quan tâm đến thành phần chính, đây là phần AU là 76, hơn 76. Có nghĩa rằng là hơn 75, AU750, nhưng mà thường là sẽ làm cao hơn 750 luôn. Và các thành phần còn lại như là đồng, bạc kẽm vân vân mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm đến là các phần AU này là bao nhiêu. Và nó là 76,12. Tức là thành phần vàng của cái mặt thắt lưng này là trên 75%. Và chính xác là trên vàng 18, 18,2 mấy carat luôn. Với khối lượng vàng và kim cương như vậy á, thì giá của mặt thắt lưng này là bao nhiêu vậy anh? Tổng giá trị cho cái mặt thắt lưng này là trên 200 triệu đồng em nhé. Đẹp không? Quá đẹp, quá xuất sắc và quá chiếu luôn. Từng viên kim cương được đưa vào mặt thắt lưng này là những viên kim cương VVS tuyển chọn đẹp nhất trong những lô viên kim cương VVS. Tức là những lô đẹp nhất rồi sau đó mình sẽ tuyển chọn lại từng viên một đẹp nhất nằm trong những lô đó, với kích thước và tỷ lệ tương xứng với nhau, tương đương với nhau về độ sạch, về độ đẹp, về đồng đều kích thước. Đó là tiêu chí của hàng cao cấp Luxury Kỳ Lân mình. Và đây cũng là tiêu chí của hầu hết tất cả các hãng thời trang trang sức, đồng hồ luôn lớn nhất trên thế giới như là của Hublot nè, Rolex hay là Patek vân vân. Nếu như là kim cương thì cái bút này sẽ đọc lên là Diamond. 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 Và sau khi hoàn thiện xong sản phẩm này, trước khi bàn giao đến quý khách hàng của Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ cho đi phân tích thành phần, giám định hết rồi. Có giấy giám định kim cương, phân tích thành phần vàng rồi. Và bây giờ là công đoạn cuối cùng là đích thân Kỳ Lân sẽ nghiệm thu sản phẩm này bằng cách kiểm tra lại, đích thân mình kiểm tra lại chất lượng vàng nè, cũng như là soi từng viên kim cương này, soi từng viên luôn bằng bút, sau đó kiểm tra với máy chuyên dụng để soi bằng phóng đại lên để mình nhìn chi tiết từng viên một, thử là đạt chất lượng theo tiêu chí của Kỳ Lân Luxury chưa, để trước khi bàn giao cho chuẩn sản phẩm. Và sau khi Kỳ Lân test từng viên xong rồi, bây giờ Kỳ Lân sẽ soi lại từng viên. Kỳ Lân đưa vào máy chuyên dụng. Mắt thường thì nhìn cũng thấy nếu như là chuyên nghiệp. Nhưng mà để tiện dụng nhất, để chính xác nhất, để mà nhanh gọn nhất thì Kỳ Lân sẽ đưa vào cái máy này để mình coi từng viên một thật là chi tiết nhất. Đây, lúc này mình sẽ nhìn thấy được là từng viên một được phóng đại lên rất là to và soi chiếu từng viên. Mình sẽ xem được cái chất lượng có bị than, có bị bệnh, có bị mẻ hay bị gì không, có bị cạnh góc gì hay không. Và độ đồng nhất màu sắc có đẹp chuẩn như là những gì mình đã tuyển chọn ban đầu hay không. Mình kiểm tra hết từng viên một. Tất cả những cháu này mình sẽ coi lại là điều kiện giữ hột chuẩn chưa. Bởi vì
Tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là được làm, được chế tác theo tiêu chí cao cấp luxury. Tất cả những cháo này được chạy máy ra hết chứ không phải là gọt giũa tay. Nên là cái tỷ lệ chia ổ hột này rất là đều, chia rất là đều, xen kẽ rất đều. Và từng cháo hột cũng được tương đồng với nhau, từng cháo này cũng được tương đồng và rất đẹp với nhau, chứ không phải là cháo to, cháo nhỏ, so le hay là lệch qua lệch lại. Và chia kẽ rãnh cũng rất là chuẩn, và tỷ lệ cạnh khoảng cách từng viên kim cương với nhau cũng rất là đều. Chính vì vậy tất cả những sản phẩm trang sức cao cấp của Kỳ Lân Luxury hầu như tỷ lệ rất hột gần như hầu như là bằng không luôn. Đó là cái thế mạnh về tiêu chí cao cấp luxury của Kỳ Lân Luxury về đồ trang sức cao cấp. Và với công nghệ nén đặc biệt chuyên nghiệp về chuyên dòng trang sức luxury cao cấp nên vàng nén không bao giờ bị bọt và nguyên trạng màu. Tức là nén thấy đơn giản như vậy nhưng mà vàng rất nặng và nén chuẩn, nên là những cái cháo được chạy từ máy ra cũng rất là cứng. Đó là yếu tố, một yếu tố để giữ những viên kim cương khó rớt. Yếu tố thứ hai là những cháo này chạy máy ra nên rất đều và rất đẹp, đưa trực tiếp vào cạnh của viên kim cương, tạo nên một sự giữ vô cùng chặt chẽ. Đó chính là yếu tố và nhiều yếu tố đặc biệt khác của Kỳ Lân Luxury nữa. Nên Kỳ Lân mới khẳng định rằng là tất cả trang sức cao cấp được chế tác từ Kỳ Lân Luxury hầu như tỷ lệ rất hột là bằng không. Và đây là phía sau. Phía sau thì chúng ta sẽ thấy là rất là bóng. Với vàng y nguyên khối chế tác ra hội chuẩn thì hội ngoại nên cái màu vàng cũng rất là lấp lánh và rất là ánh, rất là sáng, rất là đẹp. Cộng với từng viên kim cương VVS tuyển chọn nữa thì cái độ kim này nè có lửa rất là đẹp, lửa đánh và kim rất là chiếu. Nên là kết hợp giữa vàng chiếu lóng lánh cộng với kim cương lấp la lấp lánh nữa thì sản phẩm này trở nên là vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà em có một thắc mắc này nè anh Lân ơi. Không biết là ngoài chữ AZ ra em muốn để thành tên riêng của em có được không anh? Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên chế tác trang sức theo yêu cầu và những cái sản phẩm được kết tâm theo yêu cầu và những trang sức được thiết kế độc bản theo yêu cầu luôn. Ví dụ như bây giờ khách hàng đặc biệt này đặt chữ AZ và một vị khách hàng đặc biệt khác chọn chữ AB chẳng hạn, hoặc là chữ VH, AVH. Vừa rồi mình có làm một cái mặt dây thắt lưng tròn chữ VH, em nhớ không? Đẹp lắm. Quý khách thể xem lại clip về mặt thắt lưng chữ VH đó ở những clip của Kỳ Lân nhé, hoặc trên website. Và đây nè, đây là cái mặt thắt lưng mà làm logo của mình nè, logo vương miện nè, em thấy không? Logo vương miện có 3 viên kim cương. À, hoặc là cái mặt thắt lưng được thiết kế dựa theo ý tưởng cái logo hoa thị của hãng đồng hồ Patek Philippe, tròn đẹp. Hoặc đây là chữ H được đặt hàng của một vị khách hàng đặc biệt nữa. Chữ H, hai chữ H lồng vào nhau và một chữ H đính kim cương, một chữ H không đính kim cương. Cũng là vàng nguyên khối hết. Nhưng mà cái mặt thắt lưng này thì khách hàng đặc biệt yêu cầu là làm trọng lượng vàng vừa vừa thôi, nhẹ nhẹ. Còn cái chữ AZ này là khách hàng đặc biệt này đặt làm dày hơn, to hơn và hoành tráng hơn, nên là nhìn rất là hầm hố. Tại vì chữ H này, hai chữ H lồng vào nhau nên cái nét chữ H này nó vừa như vậy là rất hợp lý. Nhưng nếu như chữ A và chữ Z đứng riêng biệt như thế này thì nếu nét như thế này sẽ thành nhỏ. Vì vậy vì cái thằng này rất là tinh tế và rất là thẩm mỹ luôn. Yêu cầu Kỳ Lân là phải làm cái chữ AZ này to hơn. Đây là mặt phía sau. Anh Lân ơi. Sao em? Vậy thì với cái mặt này á, mình có thể kết hợp được với những loại dây nào ta? Wow. Cái này cần hỏi nè. Nãy giờ mới cần hỏi thấy câu hay đó. Tại vì nãy giới thiệu cái mặt không à, mà chỉ giới thiệu cái dây. Thì cái mặt này mình có thể dùng với những cái dây đang có cũng được. Tại vì cái bản này là anh đang làm theo yêu cầu của vị khách hàng này. Mà cái yêu cầu này là cũng đang thịnh hành cái mặt này, cái size dây này luôn là size 32. Còn, tuy nhiên có những cái mặt dây dùng cho size 38, 40 hơn vân vân, hoặc là nhỏ hơn vân vân. Nhưng mà hiện tại cái thông dụng nhất là 32, size 32 tức là size bản dây thắt lưng á. Và có thể dùng được với hầu hết tất cả những cái dây 32 nhưng mà phải có đục lỗ kiểu như là anh đang đeo này. Đây à, anh Nhân đang đeo này. Và bây giờ anh thay, anh thay nha, anh thay dùng cái mặt của mình. Có một cái vòng để mà xỏ cái dây vào và một cái chốt.
Thì bây giờ mình đơn giản lắm, mình sẽ xỏ vào cái vòng vào đây. Và cái chốt xỏ vào đầu dây này. Rất là đơn giản. Và đối với dây thì ở Kỳ Lân mình sẽ có những chất liệu chính như sau. Sợi dây này thì có hai mặt, một mặt là da Togo. Da Togo thì vân nó to hơn, và mặt là da Epsom. Hay cái loại da này được làm từ da B. Và những sợi dây từ da cá sấu. Và Kỳ Lân cũng có nhiều phiên bản. Phiên bản là hai mặt đều là da cá sấu hết. Nhưng thường là Kỳ Lân sẽ làm hai màu khác nhau để cho quý khách có thể thay đổi vào đồng phục, trang phục của mình. Rất nhiều màu sắc có sẵn tại showroom của Kỳ Lân luôn, từ màu nâu, từ màu đà, màu nâu, rất nhiều màu, màu đen, màu trắng, màu xanh, màu gold. Và thường thì Kỳ Lân sẽ làm hai mặt của dây sẽ là hai màu khác nhau để cho quý khách thay đổi thường xuyên để mà phù hợp với trang phục của mình. Và những màu sắc này nếu như quý khách cảm thấy không thích, muốn có những màu độc quyền hơn, riêng biệt hơn và đặc biệt là theo ý hơn thì yêu cầu Kỳ Lân sẽ làm những sợi dây với màu sắc và kích thước, chiều dài, bản rộng cũng như là độ dày của sợi dây đúng theo yêu cầu đối với tất cả các mặt dây thắt lưng trên tất cả thị trường. Cũng như hiện tại Kỳ Lân đang sử dụng cái dây cá sấu mà bên Kỳ Lân làm. Dây này gồm có cũng hai màu, màu gold ở ngoài và trong là màu nâu đà. Và bây giờ Kỳ Lân không thích đeo cái mặt do cái sợi dây màu vàng này. Kỳ Lân muốn là màu nâu thì đơn giản Kỳ Lân chỉ việc là nắc cái chốt này ra thôi. Một cái chốt này là kéo ra được rồi. Sau đó Kỳ Lân sẽ xỏ lại ngược lại như thế này là mình có thể dùng cái mặt dây màu đà rồi, màu nâu đà này. Bởi vì thiết kế của cái cách xỏ này là của mặt có một lỗ chốt và một lỗ xỏ, thì cái đầu dây này khi mà mình dùng một thời gian ở mặt kia thì cái mặt còn lại nó hơi dinh một chút xíu này, nhưng mà nó không đáng kể. Chính vì cái thiết kế này nên là cái đầu xỏ còn lại á, bình thường nếu như xỏ một thời gian thì nó sẽ bị cong như này. Ví dụ như lúc nãy mình dùng cái mặt vàng thường xuyên thì cái đầu còn lại này, cái đầu xỏ vô nó sẽ bị cong như vậy. Bây giờ mình đổi lại thì lúc nào nó cũng vinh như vậy. Nếu như cái đầu này mà xỏ lùn ra ngoài, không lùn vào trong mà lùn ra ngoài á, thì nó sẽ bị vinh như vậy, rất là khó chịu. Nhưng nhờ thiết kế của một lỗ chốt và một cái lỗ xỏ và được xỏ cái đầu còn lại vào trong nên là cái độ cong nó sẽ bị ịn vô trong và mình sẽ không thấy độ cong. Sợi dây này thiết kế kiểu này rất là hay, và mặt thắt lưng thiết kế kiểu này rất là hay, rất đẹp. Và sau khi trải nghiệm cái sợi dây thắt lưng này màu nâu rồi, và vì hôm nay Kỳ Lân bận áo màu vàng, Kỳ Lân muốn cái sợi dây này cũng màu vàng luôn. Bởi vì Kỳ Lân đang dùng cái túi cũng màu vàng luôn, cùng màu với sợi dây thắt lưng cùng bộ đó. Nên là bây giờ Kỳ Lân sẽ thay lại mặt của sợi dây đơn giản và tháo cái mặt ra, một cái lỗ chốt này ra thôi, rút kéo ra. Và sau đó chúng ta lật lại cái sợi dây, lật sợi dây lại. Còn nếu như không lật thì chúng ta kéo luôn sợi dây ra, kéo luôn như vậy. Sau đó chúng ta sẽ xỏ lại. Xỏ một đầu vào và lỗ chốt nhấn vào. Rất đơn giản. Và khi quý khách có nhu cầu những sản phẩm trang sức cao cấp vàng nguyên khối AU750 đến kim cương, muốn những mẫu được thiết kế độc bản độc quyền theo cầu, những ý tưởng đó hãy đưa cho Kỳ Lân và Kỳ Lân sẽ là người thực hiện tất cả những yêu cầu đó thành những sản phẩm hoàn thiện, hoàn hảo nhất theo tiêu chí Luxury Kỳ Lân để phục vụ tất cả quý khách. Xin trân trọng cảm ơn.
Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.